thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong năm 2015, nước ta nhập khẩu khoảng 124.356 tấn thịt gà với số tiền khoảng 104 triệu đô la. Cũng theo thống kê của ngành chăn nuôi, thì năm 2015, cả nước có khoảng gần 3 tỷ con gà, trong đó gà thịt xuất ra thị trường khoảng 741.000 tấn. Có thể nhận thấy, nhu cầu tiêu thụ thịt gà tại nước ta là rất lớn, bởi vì còn rất nhiều sản lượng gà từ các hộ gia đình đưa ra thị trường thì không thể nào thống kê được. Phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó ngành chăn nuôi đang là một trong những định hướng trọng điểm của nước ta trong những năm tới. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi. Dự án gà cái con của các bạn sinh viên Trường Đại học Đại Nam đã nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng Thẩm định tại chung kết cuộc thi khởi nghiệp 2016 do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Thầy Nguyễn Văn Mỹ, giảng viên chương trình CF Việt Nam, cố vấn cao cấp chương trình khởi nghiệp cho biết ông sẵn sàng đầu tư vào dự án này. Như vậy là điều hướng tương đối tốt, bởi vì các bạn cũng đã có kinh toán, cho nên tôi thấy là dự án lên tương đối tốt và mời các bạn có thể liên hệ với tôi cụ thể nha. Dự án cũng đã được ông Nguyễn Tự Hồng Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm Nhân Hòa, cố vấn cao cấp chương trình khởi nghiệp khẳng định. Thì anh cũng đã khẳng định cái dự án của em là khá tốt và anh cũng muốn đầu tư, nhưng anh sẽ giúp em về mặt truyền thông tất cả mọi cái thứ bên sau này. Theo tính toán, trang trại có vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng, trong đó vốn tự có là 300 triệu và vốn đi vay là 100 triệu đồng. Mỗi năm, doanh thu và chi phí sẽ tăng 10%, tương ứng với số lượng gà đang nuôi tại trang trại. Từ năm thứ hai, trang trại đã có lợi nhuận là 50 triệu đồng để bù đắp vào số vốn đầu tư ban đầu. Năm thứ ba là 112 triệu đồng và sang năm thứ năm có thể đạt tới 201 triệu đồng. Để dự án gà cái con thực sự đi vào thực tiễn, thì rất cần sự đồng hành của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, bởi lẽ dự án không chỉ tạo thêm nhiều công ăn việc làm, phát huy lợi thế về thổ nhưỡng của vùng núi Sơn La, mà còn đáp ứng được một phần nhu cầu về thịt gà sạch, chất lượng cao của người tiêu dùng Việt. Sản phẩm miếng rán thải độc Chikara và bổ sung vitamin Zenki Plus. Sản phẩm miếng thải độc Chikara. Chikara, miếng rán thải độc có thành phần từ các thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện sức khỏe qua các liệu pháp thải trừ những dư tạp chất có hại trong cơ thể qua các huyệt đạo của gan bàn chân.